Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện tại thì tớ với bạn Tuyết đang có mặt tại siêu thị. Và ngày hôm nay thì hai chúng mình sẽ thực hiện một thử thách, đấy chính là một ngày mua toàn đồ Hello Kitty và Doraemon. Ok, để xem thì hai chúng mình ai sẽ là người mua được nhiều đồ hơn nhá. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi mua luôn. Ok luôn. Đi nào các bạn ơi. Ở đây thì có bán rất là nhiều đồ. Wow, Doraemon đây rồi các bạn ơi. Một gói Doraemon này. Xem còn nữa không nào. Cái gì đấy nhở? Đây là túi sô-cô-la các bạn ạ. Nhìn cái này giống như là một củ tỏi các bạn nhở. Nhìn lạ quá. Xem còn Doraemon không nào các bạn. Wow. Đây rồi các bạn ơi. Trứng Doraemon nha. Ở đây thì vẫn còn hộp kẹo Doraemon. Mình được 3 món rồi. Ở đây thì còn có cả Pikachu này các bạn. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ mua Doraemon thôi. Giờ chúng ta sẽ thử tìm xem là có Bim Bim Doraemon không. Wow, vừa nói xong. Đấy chính là Bim Bim Doraemon các bạn ơi. Lấy một gói. Chúng ta sẽ đi vào gian hàng này nhé. Wow. Thêm một túi kẹo Doraemon nữa các bạn ơi. Các bạn nhìn này, tớ được khá là nhiều túi Doraemon rồi. Không biết còn không nhở. Tuyết ơi. Mua được gì chứ? Thế? Ơi, nhìn này, giỏ của bạn hàng vẫn trống không? Hay là ở đây không bán đồ Hello Kitty các bạn nhỉ? Chắc là có chứ. Thế bạn đi tìm đi, tớ còn đang bật đi tìm đồ Doraemon của tớ. Trời ơi, các bạn ơi, tớ phải đi tìm đồ Hello Kitty đây. Không ra bạn Tuyết thắng luôn ấy. Cả thế tớ sắp đầy cái giỏ rồi mà bạn hàng chưa được cái gì luôn. Trời ơi, buồn quá các bạn ơi, tớ chưa tìm được cái gì cả. Không biết ở chỗ này có không? Hello Kitty. Các bạn ơi, có Hello Kitty này. Đây, Hello Kitty đây chứ đâu nữa. Rồi, ở dưới này nữa. Nhìn nè, đây Hello Kitty luôn. Ok, tớ đã được 2 món rồi. Bên dưới này có gì nữa không? Ôi các bạn ơi, ở đây có Doraemon nè. Không biết bạn Tuyết đã mua được cái này chưa? Tớ sẽ giấu ở sau sau này để cho bạn Tuyết nữa thấy. Không có Hello Kitty nhở? Để xem màu hồng này có phải không? Không phải rồi. Xem nào. Hết rồi sao á? Ok, đi chỗ khác đi các bạn. Wow, các bạn ơi, nhìn này. Wow, ở đây có một cái cây mà có rất là nhiều Doraemon luôn. Màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng các bạn ạ. Nhìn này. Ui, đây là Doraemon màu hồng nè. Không có màu xanh nhở, màu xanh đặc trưng của Doraemon. Nhưng mà không sao, dù sao thì đây vẫn là Doraemon. Doraemon ngày hôm nay thì mặc đồ màu khác, nên là mình sẽ lấy cây màu hồng các bạn nhé. Chúng ta sẽ xem ở gian hàng này nào. Ủa, các bạn ơi, nhìn này. La, đây là hai cái mic nè. Bạn nào mà yêu ca hát thì có thể mua cái kẹo này các bạn ạ. Đây rồi. Chính là, hình như đây là kẹo que Doraemon các bạn ạ. Ui, nhiều lắm này. Tớ sẽ lấy 2 cái luôn để cho bạn hàng nghĩ là tớ lấy được nhiều. Đấy. Xem còn nữa không nhở. Ui, nhiều loại bánh đẹp thế. Bạn hàng Hello Kitty được cái gì rồi? Được hẳn 2 cái luôn. Các bạn ơi nhìn này. Đây là giỏ của bạn hàng. Đây là giỏ của mình nè. Trời ơi. Tớ được rất là nhiều rồi đấy. Thôi, hay là các bạn ơi, có khi nào bạn Tuyết lấy hết đồ Hello Kitty xong giấu đi không? Làm gì có các bạn nhỉ? Tại vì từ lúc nay các bạn Caramel vẫn đi với tớ mà. Nếu mà tớ giấu là các bạn ấy nhìn thấy rồi. Thế này thì cũng mà tớ thua chắc rồi đâu nữa. Hay là hồi nãy bạn hàng bạn ngồi ở đâu đấy, bạn mua cái gì ăn xong rồi bạn ấy không đi tìm đồ nhỉ các bạn nhỉ? Nào, ở trong này là siêu thị chưa thanh toán làm sao mà ăn được. Ok, thì bây giờ đi tìm tiếp đi, không mà thua tớ đấy. Các bạn ơi, ở trong siêu thị ít đồ Hello Kitty quá. Nhưng mà đồ Doraemon cực kỳ nhiều luôn. Biết thế lúc nãy tớ nhận là mua đồ Doraemon. Uầy, các bạn ơi nhìn này, lại là hộp mì Doraemon. Thế là tớ lại có thêm một món nữa rồi. Wow, các bạn ơi nhìn này. Ở trên này cũng là mì Doraemon, nhưng mà là hình khác này, đây là các nhân vật trong phim hoạt hình Doraemon. Thế là tớ sẽ lấy 2 hộp này. Mà tớ nghĩ nếu mà có hộp mì thì sẽ có mì gói, nên là bây giờ tớ sẽ đi tìm thêm mì gói nhá. Mì gói Doraemon có 2 màu xanh và màu hồng nữa các bạn ạ. Tớ sẽ lấy 2 màu này luôn. Đó, thế là lại được thêm 2 món nữa rồi. Mì xe của tớ này sắp đầy luôn rồi. Để bây giờ tớ sẽ đi tìm bạn Hằng xem là bạn ấy đang ở đâu nhé. Bạn Hằng ơi, bạn Hằng. Ui, xe của tớ nặng quá. Ai ơi mà. Tớ đẩy rồi. Này, tớ bảo này, nếu mà nặng quá thì cắt bớt ra đi.
để đỡ phải đẩy cho nặng. Nhưng mà ngày hôm nay thì tớ lại đang thực hiện thử thách đi mua đồ Doraemon cơ. Thế bạn nàng đã tìm được cái gì thêm rồi? Các bạn ơi, bạn hàng này vẫn là hai món đấy các bạn ạ. Kệ tớ, chưa hết giờ là vẫn chưa biết ai thắng ai thua mà. Chỉ còn có mấy gian hàng nữa thôi mà bạn không tìm được là bạn thua tớ đấy. Này dạ. Mà tớ thấy bảo là ở bên kia còn bán nhiều đồ Doraemon lắm, tớ chắc phải sang bên đấy đây. Nghe nhở. Các bạn ơi, lại bị khịa các bạn ạ. Tí nữa tớ sẽ thắng cho mà xem. Các bạn tuyết biết mà. Các bạn ơi, bình thường á, bàn chải đánh răng thường là người ta cũng làm nhiều Hello Kitty mà. Để mình tìm xem nhá. Không biết có bàn chải Hello Kitty không? Lại gặp bạn Tuyết. Tớ xem thế nào. Ở đâu cũng thấy bạn Tuyết là thế nào ta. Này bạn Hằng ơi, tớ không nhìn thấy bàn chải đánh răng Hello Kitty. Nhưng mà tớ lại nhìn thấy bàn chải đánh răng Doraemon các bạn ạ. Nhìn trời này, ơi, có cả màu hồng với màu xanh luôn. Ấy à, tớ lấy cả hai luôn mới được các bạn ơi. Trời ơi, sao mà nhiều Doraemon thế? Thế lại không có Hello Kitty rồi à? À có, chẳng qua là chưa tìm thấy rồi. Thế thì mình lại phải đi tìm tiếp thôi các bạn ạ. À, bye bye nhé. Các bạn ơi, đụng đến đâu không thấy bà Tuyết mà đụng đến đâu không thấy Doraemon. Chán nhở. Ôi, Tết ơi, Tết ơi, tớ tìm thấy một món nữa rồi. Cái gì đó? Đây này, một cái khay Hello Kitty. Ờ, được đấy, tớ xem là tớ có cái gì đó đây mà. Không có đâu, đi ra đi, Tết đừng tìm trong bên này. Không có đâu, không có đâu. Các bạn ơi, đây, 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 đây. Ý giời. Thì với cả nghĩa Doraemon các bạn ạ. Không biết là có Hello Kitty không ạ, để tìm cho bạn Hằng nào. Thôi, 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 thôi. Không có, việc ai người làm. Ôi, bạn Hằng ơi, bạn Hằng ơi. Ui à, nặng quá. Ui. Doraemon các bạn ơi, đây chính là bỉm Doraemon. Các bạn ơi, đến bỉm cũng làm Doraemon mà không có bỉm Hello Kitty nhở. Tớ nghĩ là tớ để cái này lên xe này. Ôi giời, ôi đầy luôn cả cái xe rồi các bạn ơi. Thôi bạn Hằng sao vẫn trống vắng thế nhở. Ấy ôi mà. Biết đâu mình lại còn có thêm món gì nữa không nhở. Các bạn ơi, tớ lại vừa tìm thấy một món này. Đây chính là cái quạt Hello Kitty này. Nhưng mà chưa có pin, cứ lấy đấy. Với lại á, đây này, cái đựng này này, cái hộp này cũng là Hello Kitty nên là tớ lấy hết. Ấy ôi mà. Em Tết còn bảo tớ lấy được ít nữa không, ở dưới này nữa. Thôi thì không có nhiều thì tớ lấy số lượng hết luôn đây để xem á. Bạn Tuyết có bảo là ít nữa không nào. Đấy, trong này nữa, nhiều ơi nhiều luôn. Đây tớ sẽ lấy hết mấy cái trái tim Hello Kitty này nữa. Đấy, cho vào luôn. Kiểu này á, có mà bạn Tuyết thua luôn. Tên tên. Các bạn ơi, nhìn này, sau một hồi đi vòng vòng thì chúng tôi đã mua được rất là nhiều đồ rồi. Đây nha, bây giờ tớ cũng đầy giỏ luôn, giống bạn Tuyết luôn. Nhiều thế. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy cùng xem là bạn Hằng mua được những gì nhá. Ok. Đầu tiên là bạn ấy mua được hẳn một khay trứng Hello Kitty có hình trái tim các bạn một ạ. Một khay luôn, có đếm số lượng không? Để tớ đếm luôn. Một, hai, ba. Thế nào cũng giống cái nào thì chỉ tính là một sản phẩm thôi. Không, ai tính thế được, ai mua được nhiều hơn mà. Nếu thế thì hồi nãy tớ đã bê hết tất cả Doraemon rồi. Đây nữa này, ở dưới này nữa cơ. Sao lấy hết? Ai bảo bạn bảo là tớ lấy được ít. Ồ, nhưng mà bạn ấy toàn lấy cái giống nhau thôi. Giống nhau cũng được mà, đúng không các bạn? Cái này là hộp kẹo Hello Kitty các bạn. Tớ lấy hết cả hộp luôn. Nhưng mà bạn ấy lấy hết cả hộp, nhưng ở bên trong thì cái nào cũng giống cái nào cả. Kệ tớ. Đây, quạt Hello Kitty này, đúng không? Nhưng mà cái này có phải Hello Kitty đâu các bạn ơi. Nhưng mà được nằm ở trong cái hộp Hello Kitty. Đấy, đây là tớ lấy hết. Trời ơi. Tớ choáng cả đầu vì bạn Hằng rồi. Với lại một cái khay Hello Kitty nữa. À, với lại một cái khay Hello Kitty nữa. Thế là hết rồi à? Hết rồi. Thế bạn ấy toàn lấy quan trọng số lượng thôi, còn chất lượng thì có nghĩa là giống nhau cũng được ấy các bạn. Bạn ấy toàn lấy cái giống nhau thôi. À. Này, ở ngoài đấy á, còn hình như 5 6 cái khay này nữa, để tớ ra tớ lấy nốt. Rồi. May quá bạn ấy không lấy hết, thì không thì đầy xe, nhưng mà cái nào thì cũng giống cái nào. Giờ xem của tớ thế nào. Ok, xem của bạn Tuyết nào. Đầu tiên thì tớ có bỉm Doraemon này. Bỉm Doraemon, ok. Doraemon này, có trứng Doraemon này, xong rồi là kẹo Doraemon này. Ôi trời ơi, thìa Doraemon. Thìa Doraemon này. Mì tôm Doraemon. Lấy cái mì tôm này xong rồi dùng cái thìa Doraemon luôn. Xong rồi bàn chải đánh răng. Bàn chải này. Trứng. Bim bim. Mì tiếp này. Cái gì đấy? Mì. Kẹo que hả? Kẹo que Doraemon. Trời ơi. Rồi, bạn nhìn đây đi. Là kẹo cao su. Ôi, sao? Thế Doraemon của tớ như nào? Nhiều ghê các bạn ạ. Thế thì các bạn ơi, các bạn nhìn thành quả cũng đã biết là ai là người chiến thắng trong cuộc thi mà
tìm kiếm mua đồ Doraemon và Hello Kitty rồi đúng không? Các bạn ơi, hay là bây giờ lại từ đầu nhá. Tớ đi mua đồ Doraemon. Các bạn ơi, một khi đã chơi rồi thì phải chấp nhận đúng không các bạn? Mà lúc nãy tớ quên nói với các bạn là nếu mà bạn nào thua thì sẽ phải thanh toán đồ cho bạn còn lại. Bây giờ là tớ sẽ mua hết chỗ này và bạn Hằng sẽ phải thanh toán đồ cho tớ. Chán quá các bạn ơi. Lần này tớ thua rồi, nhưng mà lần sau á tớ sẽ tìm cái gì đấy mà thật là nhiều. Tớ sẽ mua cái đồ đấy cho bạn Tuyết thua, bạn Tuyết phải thanh toán hết cho tớ. Thế thì tớ phải tìm cái món đồ gì mà có số lượng nhân gấp đôi lên. Thế là bạn Hằng lại thua. Thế thì bây giờ đếm số lượng đi, Bây giờ là bạn thua rồi, bây giờ bạn sẽ phải ra thanh toán đồ cho tớ. Các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem hết video của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Here we go.